xin trả lời luôn. Đây là hình ảnh của vị vua không lai có tên là Câu Quốc Phi. Ông chơi cầu vua rất giỏi. Ông quê ở Iceland nhưng ông sinh sống tại Tây Ban Nha. Năm 9 đến 10 tuổi, ông bắt đầu làm quen đến với cờ vua. Một vài năm sau đó, năm 12 tuổi, ông đã có thể đấu thắng bố và chú của mình một cách dễ dàng. Đến năm 13 tuổi, ông thắng một đại hiệp tướng cờ vua gốc Hungary. Báo chí nói ông có đầy đủ phẩm chất để trở thành một hiệp tướng thực thụ. Ông đã tham gia đạt hội cờ vua ở New York và đã giành giải vô địch. Ông tham gia rất nhiều giải cờ vua ở Anh và Pháp và ông đều đạt giải vô địch hết. Ông đấu với đặt hiệp tướng và ông đi đến đâu mọi người đều chào đón đến đó. Lúc ông đi về Mỹ, ông được chào đón và được coi như một người anh hùng. Năm 1884, Murphy mất tại quê nhà vì bệnh chảy máu mạch não. Những tác phẩm cờ vua của ông luôn được coi là những tác phẩm kinh điển của cờ vua. Câu chuyện về Paul Murphy đến đây là hết. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Xin các bạn hãy nhớ, tôi làm được, bạn cũng làm được.